Xin chào Hoa hậu Trúc Linh. Bạn có thể chia sẻ bí quyết vì sao lúc nào trông bạn cũng xinh đẹp và có một làn da tươi tắn như vậy? Thật ra là bí quyết thì cái này là ai cũng biết hết thôi. Trước tiên là phải có một cái lối sống lành mạnh trước nè. Rồi mình phải vui vẻ, hạnh phúc. Rồi một cái điều yếu tố quan trọng đó là sử dụng, lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với làn da của mình, cách chăm sóc da của mình nữa. Linh đã lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với làn da? Trước Linh cũng có sử dụng nhiều mỹ phẩm lắm, dưỡng da rồi hãng này hãng kia nhiều lắm, mà nó chưa làm cho Linh hài lòng. Sau khi đăng quang thì Linh có cơ duyên được gặp gỡ và làm việc với cô Hoa hậu Bích Liên, cho nên là Linh nhận mỹ phẩm từ cô, rồi khi về sử dụng á, phải nói là kết quả bất ngờ sau 2 tuần. Tại vì trước đó là da của Linh không có được giống như vậy đâu, nó hay có bị vết thâm nè, rồi da nó không có đều màu. Nhưng mà sau khi sử dụng mỹ phẩm á, cái đồng nghiệp của Linh hỏi: ồ, sao mà dạo này da dẻ của Linh trông khác hẳn ra, sau 2 tuần không gặp thôi mà da dẻ đã khác hẳn ra rồi. Thì cũng vì lẽ đó mà Linh có sự tin tưởng vào sản phẩm của cô Hoa hậu Bích Liên.